Chào bác nha. Bác thích bác à? Cho ly xin trà nhé. Hôm nay á thì ly thì đáng lẽ ly nói về cái chủ đề khác, nhưng mà tại vì mới ngày hôm hôm kia à ly thấy là mới ngày hôm kia ly mới ngày 24 ở quê ly lại giặc đạo lại hoành hành. Đấy, Ly nói nghe được không? Nghe được không à, Huỳnh Đức Huy? Nghe được thì ok cho Ly nhé. Ly nghe, Ly nói có nghe được không? Có nhỏ quá không? Hôm nay tự nhiên thấy tiếng nó không được khỏe. Mà biết sao, hôm nay Ly... Thôi cho Ly tổng chào nhé. Thứ nhất á, là Ly không muốn nói hoài đâu. Nhưng mà thấy... thấy mới ngày hôm kia em chào anh Khoan Đô cái ngày hôm mới ngày hôm kia là ngay nhà gần nhà Ly luôn cái giáo dân ở gần nhà Ly luôn là lại tiếp tục lại lâm loạn hơi nhỏ đúng không, hơi nhỏ để chị nói cô nói to nhé. Mà chị có một cái tính xíu nữa càng đọc càng tức càng đọc to lên. Không sao, em chào anh Khoan Đô anh. Hôm qua em với anh bình luận đó là anh, rồi em nói em muốn làm IS đó, cái là bị giam tiếp, cái nick cũ, cái nick đó bị giam rồi. Nghe được phải không anh? Thì là thứ nhất á, em không muốn nói hoài, tại hôm nay em muốn để nói về chủ đề khác mà cũng nóng bỏng. Nhưng mà thứ nhất là lại quê em lại lâm loạn nữa, giặc đạo lại lâm loạn nữa đấy. Mà cái vụ mà xỉ than xỉ tiếc này là đã lâu rồi, mà cứ người ta các nhà khoa học họ cũng đã kết luận là an toàn, cái xỉ than đó là an toàn rồi. Nhưng mà tại vì không có một cái cớ gì để mà nó lâm loạn để gọi là thách thức chính quyền, cho nên nó vin vào đấy là nó ấy. Mà không, bà con phải hiểu này, không phải một cái sứ đạo đó. Ly nói cho bà con nghe vậy nhá. Ví dụ như là ở hôm qua mới có một anh cũng đạo Công giáo mà anh điện cho Ly, anh kể cả một buổi đêm luôn. Anh ở ngoài Bắc mà anh bảo vậy nè, không phải đơn giản như mọi người người hiểu đâu, chỉ có ở người ở trong đạo mới hiểu. Anh bảo là cái hồi mà ở giáo xứ Thái Hà nhá, là lâm loạn nhá, chào cô Giang nhá, là giáo dân ở giáo xứ Thái Hà lâm loạn nhá, là giáo dân ở Hà Tây á, là họ đi hưởng ứng, họ đi ủng hộ, họ đi mấy chiếc xe ô tô, xong rồi đến là trước khi đến Thái Hà để gọi là hỗ trợ cho giáo xứ Thái Hà đó, là gặp Ngô Quang Kiệt ở cái nơi Ngô Quang Kiệt ở, để Ngô Quang Kiệt giáo huấn cho xong rồi lên xe mới đi xuống Thái Hà. Rồi cái vụ mà ở Đan Viện Thiên An á, là thuê 4, 5, 6 chiếc xe gì, hôm qua anh nói mất 7 chiếc xe hay là 6 chiếc hay 4 chiếc là ở Hà Tây, mà giáo dân Hà Tây á, mà thuê 4, 5 chiếc xe để đi vô trong Đan Viện Thiên An ở Huế để hỗ trợ cho nhau, để cùng biểu tình, cùng lâm loạn. Đấy, thì qua cái vụ ở quê Ly mới hôm ngày 24 mà cái vụ mà lâm loạn mà có người phụ nữ mà ném đồ ném ấy vô công an đó. Đó, rồi thì là sẵn đây á, thì Ly đọc một cái bài của một cái nick là Trần Lùng. Tự nhiên đang like ông cầm nhắn tin gì á, thì là Ly sẵn đây Ly đọc một cái nick của chú Trần Lùng. Đó, chú hôm trước chú nói Ly là Ly mới nói là ai nói đạo nào cũng tốt thì đang tự quảng cáo ngu dốt của mình. Thì chú Trần Lùng bảo Ly là nói bậy. Thì là rồi chú mới nói hôm nay chú viết chú có viết mấy bài nói, chú nói về bác Võ Đông Cung, chú nói về bác Nguyễn Mạnh Quang, tức là chú rồi chú nói về bác gì ở bên Úc nhỉ, bác gì quên mất rồi. Thì ở đây chú mới viết như vậy, thì quý vị coi như vậy có được không nhá. Chính sách tôn giáo, gần 5.000 linh mục với 7 triệu giáo dân, tình cảm tình thương dạt dào yêu quý, là cái chú Trần Lùng nha. Chưa quá chục linh mục hư, một ít con chiên làm trái với đạo, chuyện chẳng có gì lạ, một vườn rau không nhẽ đều xanh tốt hết.
nhưng bọn tị nạn tha phương cầu thực, đầu đâu bỏ tổ quốc bỏ xứ, mỗi lần đất nước Việt Nam khởi sắc là chúng điên cuồng chống phá, giờ cũng tỏ thái độ yêu nát, nói xấu đạo Công giáo, dẫn dắt bác ấy viết sai chính tả, dẫn dắt đám ngây thơ, tức là ý cho chắc là trong đó có lớp trẻ Việt Nam, dẫn dắt đám ngây thơ công kích gây mâu thuẫn, quên đi hắn dại nhưng có ông vải hắn khôn, chúng mày chả làm được gì đâu, đất nước Việt Nam có chính sách tôn giáo rồi. Đấy là một bài. Rồi một bài thì bác ấy viết ở trên, chú ấy viết trên này là những chiến binh chống đạo Công giáo thật là lý thú khi họ sống trên đất nước, đất của nước mẹ, nơi mà coi Chúa bao trùm nhân loại, nhưng chửi nhục mạ họ vẫn chả sợ gì. Ngài Nguyễn Mạnh Quang, 85 tuổi, học đào tạo dưới thời Việt Nam Cộng Hòa, phục vụ cho chế độ Diệm Thiệu, tất cả đội ơn Chúa, được Mỹ rèn rũa, đào tạo thêm, phục vụ cho nước mẹ cao cả và Thiên Chúa vĩ đại. Năm 75 tị nạn sang Mỹ, sau khi chế độ Việt Nam Cộng Hòa sụp đổ, phục vụ tiếp cho Sọc về hưu. Và về hưu, một con người hận thù Cộng sản đến xương tủy. Cái này thì chú Trần Lùng nói sai rồi. Nếu mà người nào là bạn của chú Trần Lùng thì chú gửi cho chú, bởi vì bác Quang, giáo sư Nguyễn Mạnh Quang, chủ trang sách hiếm, chưa bao giờ biết đến hận thù Cộng sản là gì. Mà hiện nay cái khối lượng, cái số lượng khán giả mà họ hâm mộ bác Quang rất là nhiều. Nhưng mà ở đây là Ly thấy chụp mũ, bởi vì một con người hận thù Cộng sản đến xương tủy vì đã tiêu diệt chế độ mà ông ta phục vụ, phải sống đời tị nạn, cả cuộc đời của ngài chả giúp được gì cho cách mạng, cho dân, cho nước, tháo chạy, bỗng nhiên chửi Thiên Chúa giáo, thậm chí ông còn khẳng định là đạo dâm tặc. Không những thế, ông còn yêu Cộng sản đến độ điên cuồng phải lên Facebook livestream bày tỏ cõi lòng ấp ủ. Rồi ngài Ngô Thành Nhân, 80 tuổi, tức là Võ Đông Cung á, Trung úy Việt Nam Cộng Hòa, đội quân áo đen chuyên đào hầm chứa Cộng sản, vân vân. Ly chỉ nói vậy thôi. Thì bây giờ quay lại là bác Ly chỉ kể rồi, thì bác Võ Đông Cung đã từng livestream rất nhiều, chửi ông Nguyễn Ngọc Nam Phong này, rồi bác Võ Đông Cung thì Ly cũng ít, nói chung Ly nói chuyện nhiều, nhưng mà để về đời tư của bác nọ kia thì Ly không có được rành. Nhưng riêng bác Quang thì Ly, bác vợ chồng bác ấy đã đến nhà Ly ăn cơm chơi cả ngày, và Ly đã quen cái trang sách kiếm 10 năm nay, cô cháu nói chuyện 10 năm nay. Thì bác Quang, Ly có hỏi là sao năm 75 bác lại đi ra nước ngoài, thì bác nói là trước 75 bác ở trong Nam là bác bị kỳ thị, hai bên kỳ thị. Một bên là phe ông Diệm thì kỳ thị bác ấy là không phải người Công giáo, rồi người Nam thì kỳ thị bác ấy là bất kỳ. Bác chỉ ăn rồi đi dạy thôi chứ không dính dáng gì tới quân sự hết á. Nhưng mà đến 75 thì người ta tố bác ấy là người của CIA cài vào, cho nên cài lại. Cho nên bác thấy vậy cho con cũng sợ, cho nên cũng giọt luôn, là tiểu sử bác Quang vậy. Thì khi ra nước ngoài thì cũng dạy học rồi viết sách thôi, chứ chưa bao giờ biết đến chống cộng là gì, chứ đừng nói là hận đến xương tủy. Thì ở đây thì nếu mà chú Trần Lùng, bác Quang thì bác chẳng nói đâu, nhưng mà Ly nghĩ là Ly không muốn ở trong nước hiểu nhầm mà mình á. Ví dụ Ly nói anh Nguyễn Phương, anh Hoàng Duy Hùng á, là tại vì Ly biết chắc là anh Hoàng Duy Hùng á không phải là 100% là yêu nước thật sự, mà Ly biết, Ly nghĩ là 50% thôi, còn lại là anh có ý giống như là anh Hùng thì cũng yêu nước, nhưng anh ấy muốn là dần dần trở về Việt Nam, rồi để cho đi đến cái dần dần sau này, để hướng cho lớp trẻ là đi tới là đa nguyên đa đảng. Mục đích thế thôi chứ không có gì hơn, bởi vì nếu muốn lật chẳng có sự lực bất tòng tâm. Nhưng mà bác Quang thì, vợ chồng bác Quang thì là chỉ có một lòng, một gọi là dành hết tâm nguyện cho, chỉ đặt cái tổ quốc lên hàng đầu chứ không vì cái gì hết. Thì sẵn cái bức thư của chú Trần Lùng là nó là tình cảm giữa người Công giáo với lại với nhà nước đang thắm thiết rạt rào, nó chỉ có mấy người linh mục thôi. Thì bây giờ Ly sẽ đọc cho quý vị một nghe, gồm có đây, gồm có 3 bức thư nha. Một bức thư này là có cả tiếng Pháp, mà là bức thư này là của
của ông Trương Vĩnh Ký, của con chiên Trương Vĩnh Ký gửi cho Pháp. Bức thứ hai nha, bức thứ hai là của Ngô Đình Thục cũng gửi cho ngoại bang, và bức thứ ba là của Nguyễn Đình Thục cũng gửi cho ngoại bang. Cái này là Ly dám khẳng định là đây là bản chất, bản chất của cái đạo Công giáo là cứ hễ họ chuyên chuyên họ giống như cái vụ ở quê Ly đó. Nếu như mà nhiều lúc mình cứ nói nhà nước ta nhu nhược với lại là nọ kia, nhưng mà không phải, nhà nước ta biết rõ cái mưu đồ của cái tôn giáo này, cho nên nếu mà chỉ cần đụng tới họ là họ ăn vạ, họ mét bu, họ mét bu và truyền thống mét bu của họ này bà con. Thì Ly sẽ đọc một cái đầu tiên của ông Trương Vĩnh Ký. Ông này là rất nhiều người vẫn hiểu lầm ông này là nhân tài đất Việt. Ông này thì tài, ông này giỏi thật, nhưng mà cái giỏi của ông là để phục vụ cho ngoại bang. Đây là Ly đọc cho mọi người nhé. Kính gửi bức thư Pê Tu Ký gửi cho Pháp, viết vào cuối tháng 3 năm 1859. Kính gửi đại nhân và tất cả các sĩ quan tôn kính của đội hải thuyền Pháp Quốc. Đáng lẽ ra tôi không được phép viết thư cho một người có chức vụ cao quý như ngài, nhưng khi cái chết đang đe dọa từng bước chân, từng khi những nguy hiểm đang vây kín chung quanh chúng tôi tin chắc với tấm lòng tốt của ngài, ngài sẽ miễn thứ cho để tôi được gửi đến ngài những dòng chữ này. Tôi không hành động do lòng kiêu căng vô lối, mà chỉ vì lợi ích chung đã hướng dẫn tôi, và những hiểm nguy đang bao vây chúng tôi đã khẩn thiết thúc đẩy tôi có hành động này. Thuở trước, các tông đồ khi bị vây khốn bởi bão tố đã dâng lên lòng tin tưởng cùng Chúa, lòng thành, lòng lành: hãy cứu chúng con đang bị đắm chìm. Nhưng vì nhu cầu khẩn thiết, bất chấp các luật lệ, với mảnh giấy thô thiển này, lá thư vụng về này sẽ trình rõ cùng ngài hoàn cảnh bấp bênh của tôi ở tại đây. Vì chưng giữa đường tôi không được chuẩn bị gì, không có giấy, không có sổ ghi chép, không có mực vừa ý, không có bút thích hợp. Nhưng tôi nhân danh là người đại diện cho các tín hữu Kitô, kính dâng lên ngài lời cầu xin của chúng tôi. Tôi đến để kể lể cùng ngài nỗi thống khổ, nỗi thống khổ mà chúng tôi hằng gánh chịu dưới bạo quyền. Cái câu này giờ những cái người linh mục vẫn luôn luôn dùng bạo quyền cộng sản, dưới bạo quyền thống khổ. Ngài cầu xin tôi đến để kể cùng ngài nỗi thống khổ mà chúng tôi hằng gánh chịu dưới bạo quyền của các quan lại triều đình gây ra. Vì ngài sẽ là người phục thù nha, vì ngài sẽ là người phục thù và mang lại tự do cho chúng tôi. Ngài là người đã được Chúa chọn trong sứ mạng thiên khải để giải phóng chúng tôi khỏi bàn tay kẻ thù của chúng ta. Họ luôn luôn coi dân tộc Việt là kẻ thù của họ. Đó. Cũng như khi xưa Chúa đã chọn Sa-môn để rửa hận cho dân tộc ông ta, Chúa cũng đi rửa hận, hay đã chọn Môi-se để giải phóng dân Israel khỏi nhà tù Ai Cập, hay đã chọn Joseph để hướng dẫn cho Jacob đến những cánh đồng bình an ở Cana. Khi chúng tôi biết được ngài đã vượt qua bao nhiêu biển cả, quốc gia và vương quốc cùng những nỗi nguy khốn trên biển cả và đất liền để đến được với chúng tôi đã có được một niềm tin khó diễn tả bằng lời vào sự hy vọng sẽ được che chở của ngài. Vì lúc này chúng tôi đang như những con cừu sống giữa đàn sói, đàn chó sói đói ăn, bị những sự tủi nhục liên tiếp, bị những sự khủng bố tràn ngập trong gia đình và lưỡi gươm như treo chờ sẵn trên cánh cửa. Lúc nào họ nói người trong nước khủng bố họ. Giữa những sự sợ hãi triền miên đó, giữa những nguy cơ không ngừng đó, chỉ có hy vọng vào sự giúp đỡ của ngài mới nâng đỡ được tinh thần chúng tôi. Sự ngược đãi ngày càng gia tăng, ở đâu cũng có dấu thánh giá dưới bước chân của chúng tôi, và do thái độ kính mến hay khinh bỉ dấu thánh giá ở dưới bước chân
mà chúng tôi được nhận diện. Những tòa án chờ đợi chúng tôi ở mỗi ngã tư đường. Chúng tôi ngã xuống đầy thương tích. Chúng tôi bị vất vào ngục thất để chờ chết. Ngày thì phải lo việc nặng nhọc dân công, đêm phải canh gác cho an ninh làng xóm, và ít khi giấc ngủ đến được với chúng tôi thẳng giấc. Chúng tôi không hề được chợp mắt, cũng như thằng không hề được chợp mắt này cũng giống y như thằng Nguyễn Năng Tĩnh, bà con Nguyễn Năng Tĩnh mà thầy giáo mà suốt ngày dạy học trò là Việt Nam hãy trả lại cho dân tôi á, rồi là sau đó đi tù thì con vợ nó nói là 45 ngày anh Tĩnh nhịn đói. Bà con thấy có ai nhịn đói 45 ngày mà còn sống ra ra tù phơi phới không? Ngày thì phải lo việc nặng nhọc dân công, đêm thì phải canh gác cho an ninh làng xóm, và ít khi giấc ngủ đến được với chúng tôi thẳng giấc. Chúng tôi không hề được chợp mắt. Hai cái câu này đã thấy mâu thuẫn rồi. Ở trên thì nói là không ngủ được thẳng giấc, bây giờ dưới lại nói là chúng tôi không hề được chợp mắt. Danh tánh chúng tôi được niêm yết trên những bảng yết thị, ngày đêm bị kiểm soát, không cách nào thoát khỏi. Tôi còn biết nói gì hơn nữa, ngày và đêm bị u sầu trấn áp, lưỡi dao của đao phủ luôn đe dọa chúng tôi. Trước mắt là hố thẳm, đằng sau là những con chó sói, và chúng tôi kẹt ở giữa, còn hai bên là lưỡi dao hờm sẵn. Đã có những nhà truyền giáo thất bại bị giam cầm trong ngục thất, và rất nhiều tín hữu Kitô đang ở trong tay kẻ thù. Hôm qua văn thư của bọn quan lại ra lệnh cho các làng mạc tăng cường thêm 10 hay 20 người cho số binh lính đi bắt tín đồ của nhà Chúa, và nhiều người đang rên xiết dưới gông cùng trong thành quách mà người ta mới dựng lên ở gần cầu Tham Lương. Cái cầu Tham Lương này ở gần nhà Ly đây. Tất cả chúng tôi chắc sẽ chịu chết nếu ngài không kịp đánh đuổi kẻ thù của chúng ta. À, là bà con nhớ nhé, họ luôn luôn coi người trong nước là kẻ thù. Đây là tình trạng mong manh mà chúng tôi đang gặp phải. Tinh thần chúng tôi không được ổn định, mối lo sợ và phiền não làm héo hon và tiêu tán dần con người của chúng tôi. Và quả nhiên thanh kiếm đã không ngừng đặt lên cổ chúng tôi khi chúng tôi cảm nhận không còn được sự an nghỉ của thân xác, không còn được an nghỉ của tâm hồn. Đúng vậy, khi con người luôn luôn nhìn thấy lưỡi gươm treo trên đầu thì họ làm sao họ có thể thưởng thức được mùi vị ngọt ngào của món ăn được. Và tôi, người no bọc hèn mọn, bà con thấy một cái người học rất giỏi nhưng mà lại chấp nhận làm no bọc hèn mọn cho ngoại bang. Và tôi, người no bọc hèn mọn của ngài, đang nôn nóng được gặp ngài, buộc phải dừng lại sau khi đã đi được 3/4 chặng đường, bị khủng bố, bị lưỡi gươm treo trên đầu nọ kia mà vẫn đi được 1/3 chặng đường, và viết thư gửi qua tận Pháp. Sau khi đã đổi ngựa và người để đi cho đến đích cuộc hành trình, các đồn binh được dựng lên khắp nơi, những cuộc khám xét thường xuyên trên những nẻo đường mà tôi đã đi qua. Và tôi như một con cá mắc cạn trên dòng sông khô cạn, không còn phương tiện để mà đi tiếp. Thực là uổng công của chúng tôi đã vượt qua những rừng rậm núi đồi để tìm ngài mà không được. Bây giờ thì khó mà tiếp tục, nên đành phải chờ đợi các vũ khí vô địch của ngài đến giải cứu chúng tôi. Đó, bà con nghe nhé, họ kêu kêu giặc Pháp mang mang vũ khí vô địch tới để cứu họ đó. Bây giờ thì chỉ còn chờ đợi các vũ khí vô địch của ngài đến để giải cứu chúng tôi. Đây là mối lo âu của chúng tôi, mà nếu chúng tôi không lầm, chắc không phải ngài không biết đến, nếu lòng ngài còn mở rộng với lòng bác ái như lời Chúa đã từng rao giảng, đáp ứng được sự mong chờ của giáo hội, thì kính mong ngài hãy giang tay cứu vớt chúng tôi. Bàn tay đầy quyền uy đó xứng đáng là con của Chúa và của giáo hội. Số đông kẻ thù đang vây quanh ngài, nhưng chắc chắn ngài sẽ chế ngự được họ, vì sự sợ hãi đã xâm chiếm trong họ. Kẻ thù của chúng ta làm cho họ không dám đến gần,
không dám đến gần ngài. Tôi đã thấy những quân lính đào ngũ và đã nghe được tin đồn rằng trong quân ngũ, từ cấp chỉ huy đến tên tiểu tốt, hầu hết đều nói rằng mặc dù có lệnh của đám quan lại, họ sẽ bỏ thuyền giữa dòng để lội thoát thân. Cả dân tộc, kể cả những người ngoại đạo, đang rên rỉ kêu gào hòa bình với những lời kêu. Lời kêu thương, họ nói nếu đúng là một vương quốc thì phải cho ta thấy có một vị vua mang lại thanh bình cho chúng ta, chấm dứt những công việc nặng nhọc do các quan lại đòi hỏi cho nhu cầu đánh giặc. Tại sao phải đi làm xấu suốt ngày? Ai muốn ngồi trên ngai vàng cũng được, miễn là người ấy làm nhẹ bớt gánh nặng của chúng tôi. Xin ngài mở rộng vòng tay giải phóng để chấm dứt những nỗi cơ cực của dân tộc chúng tôi. Danh dự và vinh quang đòi hỏi ngài phải làm, và đấy cũng là một nhiệm vụ để giải thoát mối âu lo khổ ải của chúng tôi, và các thế kỷ sau sẽ nhắc đến chiến công của ngài. Đúng, hôm nay ta đang nhắc. Kỷ niệm này sẽ không bao giờ phai nhạt, và những lời tán dương công đức của ngài sẽ được lưu truyền mãi mãi trong lịch sử giáo hội, cũng như tên tuổi của ngài sẽ được tôn vinh đời đời. Ngài sẽ xứng đáng sống trên cõi thiên đàng bất diệt, điều mà một người thường như chúng tôi khó bề đạt được. Hãy thương xót chúng tôi, hãy thương xót chúng tôi, bàn tay của kẻ thù đã xâm phạm chúng tôi. Ngài sẽ là người giải phóng chúng tôi. Tha nôi, chỉ có người mang giày mới biết rõ chiếc giày nào gây đau ở chân nào, cũng như trong chân mới biết chân có rận. Chúng tôi cũng biết rằng kẻ ôm đồm nhiều sẽ không nắm giữ cái gì được chặt. Nhưng những nỗi khổ đau của chúng tôi đã khiến chúng tôi cầu viện đến quyền lực của ngài, và chúng tôi xin ghi ơn sâu xa từ đáy lòng của chúng tôi để mong được ngài che chở trong cách khôn ngoan và đạo đức của ngài, người nô bộc hèn mọn. Pê Tu Ký. Cái này á, là cái một cái ông Lê Trọng Văn, ông ấy lục được ở trong thư khổ pháp nha, có cả tiếng Pháp nhưng mà Ly không biết đọc tiếng Pháp, và đây là một cái chứng minh cho thấy là chế độ Ngô Đình Diệm là chế độ Tây Sai, gọi là Ngụy. Đây là của ông Ngô Đình Thục. Bản dịch thư viết tay bằng pháp ngữ của giám mục Ngô Đình Thục gửi đô đốc Jean de Cốt, toàn quyền Đông Dương. Tòa truyền giáo Vĩnh Long ngày 21 tháng 8 năm 1944. Thưa Đô Đốc, một linh mục từ bổn tòa được phái về Sài Gòn để lo việc cho chủng viện, vừa cho tôi biết rằng hai người em của tôi đang bị truy tố tại Huế. Vì đã lâu không nhận được tin tức gì từ Huế, tôi không biết là điều tôi vừa được báo cáo có đúng sự thực hay không. Tuy nhiên, nghĩ đến nỗi đau đớn và sự bất nhẫn rất đúng mà chắc là Đô Đốc đã cảm thấy, nếu sự truy tố các em tôi là có thật, tôi vội viết thư này để bày tỏ với Đô Đốc nỗi đau đớn lớn lao của tôi về việc này. Diệm với Nhu bị quân Pháp bắt. Nếu hoạt động của hai em tôi được chứng tỏ là có hại cho quyền lợi nước Pháp, thì với tư cách của một giám mục, của một người An Nam, và với tư cách là người con của một gia đình, đoạn này mới quan trọng này, mà thân phụ tôi đã phục vụ nước Pháp ngay từ khi Pháp mới đến An Nam, và đã nhiều lần đưa mạng sống cho nước Pháp trong các cuộc hành quân mà cha tôi cầm đầu dưới quyền của Nguyễn Thân, chống lại các kẻ nổi loạn do Phan Đình Phùng chỉ huy. Đó, quý vị nhớ nhé. Và chính ông Ngô Đình Khả là sau này, ông Ngô Đình Khả là người đào mả cụ Phan Đình Phùng, lấy cốt đốt thành tro, trộn thuốc súng, bắn xuống sông La. Chống lại các kẻ nổi loạn do Phan Đình Phùng, những người yêu nước thì bị gọi là các kẻ nổi loạn. Tại Nghệ An và Hà Tĩnh, tôi từ đáy lòng không chấp nhận hoạt động của hai em tôi, tức là không chấp nhận mà nói hai em tôi là làm hại Pháp á. Thưa Đô Đốc, tôi tuyên bố như vậy không phải với mục đích
bảo toàn địa vị cá nhân của tôi. Bởi vì nếu xét rằng cá nhân hèn mọn của tôi có thể phương hại đến quyền lợi của đạo Thiên Chúa, tôi sẽ vui vẻ rời khỏi tòa tổng giám mục này ngay. Lời tuyên bố của tôi chỉ có mục đích là tỏ cho đô đốc thấy rằng lòng tin tưởng trìu mến của đô đốc đối với tôi đã không bị đặt vào một kẻ bất xứng hay vô ơn. Thưa đô đốc, tôi chưa bao giờ tiếc là đã xa Huế như lúc này. Giá có mặt ở đấy thì tôi đã có thể khuyên răn các em tôi tốt hơn, và khi chuyện xảy đến, tôi đã có thể chống lại các chủ đích của các em tôi. Nếu quả thật các em tôi có nghĩ đến những dự định có thể gây hại cho quyền lợi nước Pháp, nếu có gây hại cho quyền lợi nước Pháp, nếu tôi có ở Huế tôi sẽ cản á. Có thể tôi lầm, tuy nhiên thưa đô đốc, cho đến khi được chứng minh ngược lại, tức là chứng minh là hai em tôi không làm hại cho nước Pháp á, tôi xin thú thực là không tin rằng các em tôi đã phản lại truyền thống của gia đình. Đó, truyền thống của gia đình là truyền thống tay sai cho Pháp, cho nên không thể phản lại truyền thống đó. Ly đọc lại đoạn này nhé. Cho đến khi chứng minh được điều ngược lại, tôi xin thú thực là không tin rằng các em tôi đã phản lại truyền thống của gia đình chúng tôi đến như thế. Một gia đình đã tự mình gắn liền với nước Pháp từ lúc ban đầu. Trong khi ông cha của những quan lại bây giờ hầu hết đều chống lại Pháp. Bà con nhớ cho rõ nhé. Và chỉ quyết định thiên về Pháp khi thấy có lợi. Chỉ có gia đình Ngô Đình Diệm là ngay từ đầu tới cuối là chỉ có làm lợi với Pháp thôi. Ngay chính các em tôi đã từng liên tục đưa mạng sống ra vì nước Pháp trong cuộc nổi loạn của Cộng sản, tức là luôn luôn đứng về nước Pháp. Diệm, người em kế tôi, suýt đã phải ngã gục dưới những phát súng của một Hoa Kiều chợ lớn, được phái đến Phan Rang với mục đích là hại Diệm. Nên vụ này là ám sát ở ở Phan Rang nhưng mà không thành. Ở Phan Rang là nơi mà Diệm đã mãnh liệt chống giữ lối xâm nhập của An Nam, của các cán bộ cộng sản từ Nam Kỳ phái đến. Đây là bức thư mà cho thấy là chế độ Ngô Đình Diệm là chế độ mà bây giờ đang nhiều người đang nói là công nhận cái chế độ đó đó bà con. Lẽ tất nhiên sự tận tụy của các em tôi trong quá khứ không phải là điều nêu ra để làm cớ mà biện hộ cho hoạt động bất cần của họ ngày hôm nay. Nếu sự bất cần này được chứng tỏ là điều đã gây nên tội, tuy nhiên tôi không nghĩ là tôi đã làm chuyện vô ích khi kêu gọi đến sự khoan hồng đầy xót thương của đô đốc. Hầu xét với hảo ý trường hợp các em tôi, đô đốc không phải là người chỉ xét đến hiện tại, có nghĩa là nếu như bây giờ chúng có lỗi thì phải xét quá khứ là có công với Pháp mà tha đấy. Hiện tại, đô đốc không phải là người chỉ xét đến hiện tại mà lại bỏ quên đi quá khứ. Tôi nêu ra điều này khi xét thấy rằng thân phụ tôi là Ngô Đình Khả đã từng được vinh dự phục vụ nước Pháp dù sinh mạng bị hiểm nguy. Và xét khi đến quá trình lâu dài của các em tôi, một quá trình được hình thành bằng lòng tận tụy vô bờ của các em tôi đối với nước Pháp, mà không sợ phải hy sinh mạng sống của mình cho nước Pháp. Thưa Đô Đốc, một lần nữa bày tỏ với Đô Đốc tất cả niềm đau đớn của tôi trong vụ này. Tôi xin Đô Đốc vui lòng nhận nơi đây lời kính chào trân trọng nhất của tôi, Ngô Đình Thục. Đây là bức thư thứ hai của Ngô Đình Thục, của con chiên thứ hai. Và bức thư thứ ba, Ly sợ dài nhé, có nhiều bức lắm, có nhiều bức của con chiên lắm. Bức này thì bức thời hiện đại bà con. Bức này là không phải Ngô Đình Thục mà là Nguyễn Đình Thục. Nguyễn Đình Thục gửi cho Mỹ để là giúp đỡ cái tên
phản động Hà Văn Thành đó. Đây là Ly sẽ đọc tiếp nhiều lắm. Nguyễn Ngọc Nam Phong cũng viết thư rồi, Nguyễn Duy Tân cũng viết thư, là nó mét bu không à. Giáo sứ Sông Ngọc, xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, Việt Nam, điện thoại 84 988 9888 ba con tám nhá, 21327. Ly đọc lại, điện thoại 84 988 21327, email là gbthuc@gmail.com. Kính gửi Bộ Di trú Mỹ, Sở xét duyệt hồ sơ tị nạn. Tôi là GB Nguyễn Đình Thục, linh mục quản sứ Sông Ngọc, giáo phận Vinh, thuộc địa bàn xã Quỳnh Ngọc, Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, Việt Nam. Tôi viết giấy này để giới thiệu với quý vị về anh Hà Văn Thành, sinh ngày 5 tháng 12 năm 82, người xứ xã Đoài, thuộc xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, là người cộng tác giúp đỡ tôi trong các công việc bác ái từ thiện và nhất là công việc đấu tranh phản đối những việc làm sai trái của chính quyền và bảo vệ những nạn nhân của bạo quyền cộng sản. Đó, bà con thấy không? Lúc nào cũng bạo quyền, lúc nào cũng thế. Bản chất tôi biết anh từ khi tôi còn là một chủng sinh trước năm 2010. Biết anh là người tốt, nhiệt tình, can đảm, cho nên tôi đã mời anh cộng tác trong các hoạt động bác ái như thăm, giúp người nghèo, người dân tộc thiểu số. Sau này khi làm linh mục năm 2010, anh tiếp tục là người gần gũi cộng tác giúp đỡ tôi trong nhiều công việc. Năm 2016, công ty Pomosa Vũng Áng Hà Tĩnh đã xả thải gây ô nhiễm biển, làm cá chết rất nhiều giáo dân xứ Sông Ngọc và bà con lương dân vùng phụ cận làm nghề biển bị mất việc và cuộc sống trở nên rất khó khăn. Chúng tôi đã biểu tình và bằng nhiều cách khác nhau đấu tranh trong một thời gian dài để yêu cầu chính phủ và Pomosa bồi thường thiệt hại cho chúng tôi. Nó là linh mục, nó lấy đâu ra là chúng tôi ha? Bồi thường thiệt hại cho chúng tôi. Đó. Nhưng họ không thực hiện. Ngày 14 tháng 2 năm 2017, chúng tôi đã quyết định đi vào tòa án Kỳ Anh nơi có công ty Pomosa để nộp đơn kiện Pomosa. Vì công an ngăn không cho thuê xe nên chúng tôi quyết định đi bộ khoảng 170 cây số. Bà con có tin nổi không? Bà con khắp nơi, đặc biệt là các xứ đảo, khi biết chúng tôi đi bộ 170 cây số vào kiện Pomosa thì đã đến giúp đỡ và đồng hành với chúng tôi. Khi chúng tôi đi được chừng, con chào chú Trần Lùng. Khi chúng tôi đi được chừng 20 km thì chính quyền đã huy động hàng ngàn công an đến đàn áp chúng tôi. Nếu mà hàng ngàn công an mà đàn áp là nó có sống nổi không bà con? Ly ở quê Ly biết cái bọn giặc đảo này nó hoành hành đó. Nó mới cách đây cái hôm mà đang cách ly á, là nó đưa đàn bà con gái ra để nó lấn xây tường rào nọ kia giữa cái lúc đang đại dịch. Rồi đến mấy ngày sau đó thì đang cách ly thì mấy thằng cha linh mục ở quê Ly là lại tổ chức cầu nguyện trong nhà thờ bất chấp chỉ thị 16. Rồi ngày 24 vừa rồi cũng lại ở quê Ly nhưng giáo xứ nơi khác lại là lại phản đối cái vụ xỉ than mà các nhà khoa học đã khẳng định là nó là cái xỉ than đó là an toàn khi sử dụng. Mà hôm nay báo mạng có đăng là đàn bà mà lao vô đập, ném đồ, ném đá, ném bùn vô công an. Những người công an họ đã rất là, phải nói chứ, gặp đó công an Ấn Độ đó, công an bên Mỹ đó, nó cho chó Việt Gia nó cắn đó. Rồi lại Ly đọc tiếp nha. Khi chúng tôi đi để thực hiện các công việc này, tôi đã cần đến nhiều người hợp tác như Hoàng Bình, Nguyễn Nam Phong, Hà Văn Thành và một số người khác, trong đó có những người hoạt động bí mật. Anh Hoàng Bình cộng tác hướng dẫn người dân viết đơn kiện.
tổ chức xuống đường đi kiện làm truyền thông vân vân. Anh đã bị bắt và cộng sản xử anh 14 năm tù. Anh Nguyễn Nam Phong cộng tác trong việc tổ chức và lái xe chở y tá thực phẩm người phục vụ hậu cần. Anh đã bị bắt và bị kết án 2 năm tù. Anh Hà Văn Thành là người can đảm và bình tĩnh. Tôi giao cho anh đi đầu trong các cuộc xuống đường để anh bảo vệ đoàn và giúp mọi người giữ bình tĩnh. Trong cuộc đi kiện Pomosa ngày 14 tháng 2 năm 17, anh đã thực hiện công việc này rất tốt. Anh can đảm dùng sức khỏe của mình trực tiếp bảo vệ tôi khi tôi bị tấn công và giúp bà con giữ bình tĩnh. Nhờ đó mà giảm bớt rất nhiều sự thiệt hại do việc đàn áp của công an. Lúc nào cũng dùng từ đàn áp. Mà bà con thấy đã bao giờ có một cái vết thương mà họ đưa lên bọn này mà có là nó ăn vạ thôi, thậm chí nó còn lấy đá nó đập vào người để nó vu cho công an mà. Vậy mà cái câu mà đây từ thời nè, thời Petuki cũng nói là bảo quyền đàn áp khủng bố, rồi Ngô Đình Thục cũng vậy, rồi bây giờ thời hiện đại cũng vậy đó. Thì hỏi á, một cái tôn giáo mà đã khẳng định trong 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 ấy là các ngươi không được thờ ai ngoài ta, rồi các không không phải các ngươi không phải phải chấp hành quyền lực của ông vua nơi đó, mà chỉ có ông vua ở chỉ có giáo hoàng ở La Mã mới là ông vua của các vua đó. Rồi bây giờ tiếp nha. Sáng ngày 14 tháng 2 năm 2017, anh Thành luôn bị theo dõi, giống như anh Hoàng Bình, anh Nam Phong và một số người khác. Dù vậy, anh vẫn can đảm tham gia các hoạt động đấu tranh khác như vụ công an Quỳnh Lưu cướp áo của giáo xứ Sông Ngọc ngày 24 tháng 4 năm 2017. Đó. Người ta tịch thu thì gọi là công an cướp. Rồi công an thì bình thường nó gọi công an đó, nó viết đơn nó gọi công an, còn nó gọi côn đồ không à. Đó, thằng quả đen Nguyễn Duy Tân đó, nó hoàn toàn gọi côn đồ, nhưng mà khi có chuyện thì nó alo công an trước. À, bị công an cướp đó. À, bị công an, anh vẫn can đảm tham gia các hoạt động đấu tranh khác như vụ công an Quỳnh Lưu cướp áo của giáo xứ Sông Ngọc, áo có in những cái gì ấy bà con. Ngày 24 tháng 4 năm 2017, vụ Hoàng Bình bị bắt. Ngày 15 tháng 5 năm 2017, vụ công an đàn áp giáo xứ Sông Ngọc từ tháng 5 đến tháng 7 năm 2017. Có công an nào đàn áp từ tháng 5 đến tháng 7 mà không có một cái đứa nào mà bị sứt gọi là sứt đầu mẻ trán không bà con? Vậy chứ cứ bởi vậy nó Lê nói thẳng á, đối với Lê nhá, cái đạo công giáo là một cái tà đạo. Mà tà đạo không phải Lê khẳng định, mà sách báo trên thế giới á, tất cả kể cả ông tổng thống Mỹ, ông tổng thống Mỹ, ông gì nè, ông cái người mà cái thời mà cái thời mà cách mạng, ông gì bố cầm nhắc cho con đi, bố cầm nội chiến Mỹ thời đó đó, ông Lincoln, đúng rồi, ông khẳng định luôn là cái cuộc nội chiến Mỹ là do dòng tên gây lên. Hằng ngày có bao nhiêu tu sĩ dòng tên, có bao nhiêu nữ tu đến nước Mỹ với vai trò dưới vỏ bọc là những nhà làm từ thiện, những người dạy học, những người làm từ thiện, nhưng thực tế đó là một đội quân gián điệp vào để gây cho giữa miền Bắc nước Mỹ với miền Nam nước Mỹ mâu thuẫn quán nhau đó. Chính vì vậy nước Mỹ đã cấm vận, cấm bang giao với Vatican 117 năm đó. Rồi thế mà rồi bây giờ có nhiều người vẫn nói là ngay cả cái anh ở trong này, vẫn có anh trong này nè,
Mới hôm qua anh điện cho Ly, anh nói là em ơi, em phải nói để cho ấy chứ, từ hồi em nói tới giờ nhờ em nói mà giờ cái giáo xứ nói anh cứ ngồi nghe thấm, người ta nói phải củ cải cũng nghe. Bây giờ anh thì gia đình anh là không đi lễ nhà thờ nữa, anh cưới vợ cho con anh không thèm làm lễ nữa, rồi suốt ngày nó đến nó gây khó dễ cho họ hàng nhà anh, cho nên anh thì nó không gây được nữa, tại vì anh cứng. À, rồi thằng con anh á, nó suốt ngày nó đến nó kêu trở lại đạo, rồi thằng con anh nó bực quá, ngày nào nó cũng đến, rồi thằng con anh mới nói các ông mà đến hoài rồi tôi theo luôn đạo Tin Lành á, rồi là thôi không đến nữa. Nhưng mà bây giờ anh mà lên nói giống em á, cái Ly mới nói sao anh không lên anh nói lời nói của người trong cuộc nó hay hơn đấy, anh mà giờ lên nói giống em á là nó gây khó khăn cho cô dì chú bác anh chị em của anh, tức là người trong gia đình á, chỉ có vợ chồng anh với con anh thì là không đi 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 nhà thờ nữa thôi, nhưng mà chị gái em gái cô gì nói chung cả dòng họ đang theo thì người ta không làm khó dễ cho gia đình anh được, thì làm khó dễ cho người thân của anh, cho nên anh không lên. Rồi anh nói câu vậy nè, là cái chuyện hôm trước mà em nói cướp tín đồ á, không phải chỉ có cướp ông Lý Tống với cướp diễn viên Mai Hương đâu, ở làng anh cũng cướp luôn. Ông đó là người lương chết xuống rồi, nó mang đồ đến nó làm lễ nó ấy, nó dậy chứ mà người ta chết rồi cướp tín đồ cướp để làm gì mà em thấy nó cướp hoài anh. Nói em chưa hiểu được cái sự thâm độc của cái bọn này. À, nó cướp á, nó cướp tín đồ là cái người chết cướp để làm cái gì mà nó đến nó làm ma chay cho người chết xong là để nó đến nó rù rì để cho vợ con cháu chắt của cái người chết này dần dần đi theo đạo luôn. À, có anh ngồi trong này nhưng mà Ly không muốn nói tên ra thôi. À, mà anh ấy rất là muốn lên nhưng mà anh vì anh nó không sợ cho anh á, mà anh suốt ngày giờ các chị anh cứ đến rồi cô anh cứ đến ấy, thôi mày để cho chúng tao sống với mày, cứ mày lên mày nói là ở đây mấy cái thằng cha đạo á, là nó kia đó. Rồi anh bảo là ông anh của anh cũng thế, ông anh ruột luôn, nói cha mình chẳng bao giờ đến thăm đâu, nhưng mà có được cái gì ngon nó mang đến cho thằng linh mục ăn đó. Rồi chính anh ấy, chính cái anh ngồi ở trong này này anh nói luôn này. Anh bảo là em có biết không, cái đợt mà giáo xứ Thái Hà cách đây mấy năm mà nó biểu tình á, là người quê anh giáo dân quê anh ở Hà Tây á, là thuê 4-5 chiếc xe đi lên hỗ trợ cho giáo xứ Thái Hà. Rồi ở tận Đan Viện Thiên An thuê 7 chiếc ô tô để hỗ trợ giáo dân từ Hà Tây vô trong Huế để hỗ trợ cho nhau để đi biểu tình đòi đất thánh. Cho nên đừng có nói là ngày xưa một thằng linh mục, một thằng Trần Lục không á. Hồi đó dân số Việt Nam chỉ mới hơn 10 triệu người, mà một mình cái thằng Trần Lục quả đen đó ở Bùi Chu đó, nó huy động được 5.000 cái tên giặc đạo để cung cấp cho Pháp đánh chiếm thành lũy Ba Đình của anh hùng Đinh Công Tráng. Bây giờ thằng Thục, thằng Nam, thằng Dương Sĩ Nho, Nguyễn Đình Thục, Nguyễn Thái Hợp, Đặng Hữu Nam, Nguyễn Duy Tân, rất nhiều thằng chứ không phải là đấy, mà mỗi một thằng cứ cộng lại chỉ 5.000 giáo dân giống như thằng Trần Lục ngày xưa ở Bùi Chu Phát Diệm đi. À, thì bà con hình dung đi, mà bây giờ không phải một giáo xứ, một ông cha tại đó, một giáo xứ có chuyện cái nó huy động, nó gọi cho nhau, nó nhắn cho nhau để giáo xứ nọ hỗ trợ giáo xứ kia. Rồi khi trong nước nếu mà có cái gì cái nó mét cho nước ngoài. Cho nên nhiều lúc mọi người nói chính quyền không nói, tại sao mày nói? Chính quyền giờ chính quyền biết thừa cái, nếu mà chính quyền đụng vào là mắc mưu chúng nó. Nó như cái vụ ở quê Ly nói thiệt cho bà con, tại quê Ly là giặc đạo nó hoành hành, không phải một xã, từ Nghệ An kéo vô tới Hà Tĩnh, Quảng Bình là không phải một xã, khắp nơi đều có. Mà người bên lương á, là họ chỉ muốn là, họ nói thẳng luôn, họ nói giờ chỉ cần nhà nước khô cái là người lương là gọi là tàn sát hết luôn, không để cho sống. Tại vì chứng kiến luôn bà con, chứng kiến cái cảnh mà nó làm càn nó dạng chí phèo á, rồi nó dùng các cái loại bất kể cái gì có được để nó tấn công vào lực lượng chức năng, rồi là nó lu la lên, rồi từ bà con hình dung đi, ở quê Ly đàn bà con gái người ta hiền lắm,
Phụ nữ hiền lắm. Ly từ bé đến lớn Ly không biết nói một câu thì tục mà cả làng Ly như vậy. Mà bây giờ á, những cái người mà họ 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 bị rửa tội rồi đó, thì là khi mà họ đã được một ông linh mục mà gọi là kích động đó, trở nên những kẻ cực kỳ cuồng tín và cực kỳ gọi là, tức là họ họ quay lại họ tấn công những người công an, những người cán bộ, là họ coi như là một cái kẻ thù mà họ có thể ăn tươi nuốt sống vậy đó. Thì hỏi quý vị là như thế nào, rồi bây giờ Lưu đọc tiếp nốt cái này rồi Ly nói tiếp. Sau đó công an gửi giấy triệu tập anh Hà Văn Thành 3 lần và gắt gao truy lùng anh, cho nên anh phải trốn khỏi Việt Nam. Nếu mà gắt gao truy lùng có trốn được không bà con? Một cái ông Trịnh Xuân Thanh ở bên Đức mà công an mình còn sang tận nơi tóm mà chính phủ Đức không biết, đúng không? Công an mình sang tận Đức tóm đưa về mà chính phủ biết đâu, đâu đâu biết đâu. Mà bây giờ nói là công an truy lùng gắt gao mà anh trốn được, là bà con thấy trong mỗi một ngôn từ của bọn này nó rất là gian xảo, cực kỳ gian xảo. Tôi sau đó công an gửi giấy triệu tập anh Hà Văn Thành 3 lần và gắt gao truy lùng anh, cho nên anh phải trốn khỏi Việt Nam. Tôi chắc chắn rằng nếu anh Hà Văn Thành trở về Việt Nam, anh sẽ bị bắt và bị chính quyền Cộng sản cầm tù giống như họ đã xử tù anh Hoàng Bình 14 năm, anh Nam Phong, anh Nguyễn Viết Dũng và nhiều anh em khác. Toàn con chiên không à? Vậy kính mong chính phủ Mỹ cưu mang anh và đừng để anh phải quay trở về Việt Nam. Trân trọng cảm ơn quý vị. Giáo sư Song Ngọc ngày 16 tháng 5 năm 2019 kính gửi GP, Linh mục GP Nguyễn Đình Thục. Nói vậy rồi sau đó thì bà con đều biết rồi, thằng Hà Văn Thành nó trốn đi, nó đi qua 7 nước rồi nó vào nước Mỹ. Nếu một người bình thường như quý vị, như mọi người Việt Nam bình thường đi ly muốn ly từng đi ra biên giới Trung Quốc, muốn đi sang Trung Quốc, một người bình thường không phải đơn giản. Rồi Ly cũng từng đi sang Campuchia, thì muốn sang Campuchia là Ly có bạn làm biên phòng, họ họ là gác ở cửa khẩu á, họ đưa Ly qua chơi, chứ còn không phải là muốn qua được khỏi cái lãnh thổ Việt Nam là dễ. Một cái thằng ở Nghệ An mà nó có thể đi qua 7 nước, quý vị nghĩ đi, mỗi một nước nó đều có tay chân của nó hết, có Việt Tân nó thò vào hết. Cho nên là thằng Hà Văn Thành á, là chạy qua 7 nước rồi mới vào, đi qua 6 nước rồi mới vào nước Mỹ là nước thứ 7. Thế thì bà con nghĩ đi, thằng Nguyễn Đình Thục, thằng Hà Văn Thành, thằng những cái thằng mà hiện nay đang quậy đó đó, nó có một cái thế lực bên ngoài rất là mạnh để hậu thuẫn cho chúng nó, và chúng nó cứ dặn là cứ quậy đi, quậy lên rồi để cho chỉ cần nhà Cộng sản mà đụng vào là Cộng sản mất môi chúng nó. Cho nên nhà nước ta biết rõ điều đó, cho nên là nhiều người cũng như là bản thân Ly cũng lắm lúc Ly nói ước gì cho Ly lên làm cán bộ đi. Tức là Ly chỉ cần được cho về làm chủ tịch xã quê Ly thôi là Ly chấp nhận. Ly chấp nhận là gọi là chơi xong là Ly như hôm qua anh nói với anh Khoan đâu anh, em chấp nhận làm IS. Mà em không phải ngưng đâu, em chưa từ bỏ đâu. Em sẽ làm. Em sẽ làm, nhưng mà chưa đến lúc mà em làm á, là em chơi, em chọn những cái mà gọi là trọng tâm em chơi. Dòng Chúa Cứu Thế nè, ở 38 Kỳ Đồng nè, giáo phận Vinh nè, giáo xứ Thái Hà này, những nơi điểm nóng á, Ly chơi kiểu đó đó. Mà bởi vì là này, bà con không hình dung được, Ly sống ở quê rồi hàng ngày Ly gọi điện về nhà thấy cái tình cảnh ở nhà, rồi Ly lại thấy cái Ly đọc được lịch sử Pháp, lịch sử Mỹ, lịch sử Nhật, lịch sử Anh, cái những cái nơi mà đã bị cái tà đạo này nó gây ra bao nhiêu gọi là chết chóc đau thương, cho nên Ly kinh nghiệm rồi. Cho nên Ly nói nếu một ngày nào đó không phải tự nhiên mà học giả Trác Ly Nguyễn lại nói, lại gọi là 7 triệu tín đồ Công giáo Việt Nam là một khối ung thư cực kỳ nguy hiểm trên cơ thể Tổ quốc Việt Nam.
Rồi chú tranh luôn, chú lại nói là hôm đầu chú nói Ly là Ly mới nói là nếu ai nói đạo nào cũng tốt là đang tự quảng cáo cái ngu dốt của mình thì chú tranh luôn nói là con nói bậy. Mà con muốn đối chất với chú thì chú lại không chịu. Rồi bây giờ chú lại viết tốt chú chửi bác Nguyễn Mạnh Quang là chú nói bác Nguyễn Mạnh Quang những cái điều mà không hề có thật. Con không cần phải bênh vực cho bác Quang, bởi vì bác Quang á, có hận thù cộng sản hay không không phải là một mình con biết mà cả cái đất nước Việt Nam này biết. Đó. Bác Quang vợ chồng chú Lùng hãy hãy nghe con nói nè. Cái đợt tháng 2 vợ chồng bác Quang về lãnh sự của mình ở bên Mỹ á, còn 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 có ý định là gọi là dùng từ sao ta đài thọ hay là tài trợ gì không không Ly không nhớ về ngôn ngữ ngoại giao, là tính là có nói có đề cập đến cái chuyện là sẽ giúp đỡ vợ chồng giáo sư Nguyễn Mạnh Quang vé máy bay về, nhưng mà vợ chồng và bác Quang nói là tụi tôi còn lo được cái đó để nhường cho những người khác. Đó. Cho nên mình á không phải là Ly lên đây Ly bảo vệ gì mà cũng phải là Ly nịnh Việt Kiều đâu, ai nói Ly nịnh Việt Kiều được, nhưng mà qua cái đợt mà những lần mà bác Quang về rồi những cái bài báo những cái like mà bác Quang lên nói á, là cái số người mà họ vô họ có một cái câu rất là chung là họ nói là nghe tin nghe 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 tế nghe tiếng và ngưỡng mộ giáo sư Nguyễn Mạnh Quang lâu rồi bây giờ mới được thấy bác, chúc bác mạnh khỏe để cống hiến nhiều cho đất nước. Mà chú Lùng thì chú con nghĩ là chú con đã nói rất nhẹ nhàng với chú, nói chú ơi con không nói bậy đâu, những gì con nói là có cơ sở hết, con đã đọc sách nọ sách kia, con kể ra một loạt sách rồi con mới nói ra đây, còn nếu chú cho rằng con nói sai thì chú hãy đối chất với con, đối thoại với con công khai trên mạng á, thì chú không chịu. Chú nói là thế con làm nghề gì, nó cái đó không quan trọng, nó tại vì nếu cao quá thì không dám, đã đối thoại đừng quan tâm tới địa vị, đã lên đây đã đối thoại đừng quan tâm địa vị, coi nhau như nhau hết đi, nếu mình công nhận là cái người đó chú đã khẳng định con nói bậy thì chú cứ đối thoại với con. Hôm nay con đọc ba bức thư này, hôm nay con đọc ba cái bức thư này là con in ra. Mỗi hôm con làm biếng in con nói ra tốn giấy tốn mực, nhưng mà con mục đích con in ra để cho chú Lùng đó, cái chú mà mấy hôm nay đang viết viết chửi viết bài nói bác Võ Đông Cung nói bác, con đã nói rồi bác chửi chú xúc phạm người ta cũng được, nhưng mà chú bênh vực cái đạo Công giáo, chú nói là đang tình cảm mặn nồng thế nọ thế kia là con phản đối chú, chính chú đang rửa mặt đang chạy tội cho họ, chú con biết chú yêu nước, nhưng mà yêu nước người ta con không nói chú nha, người ta có câu dạy này chú, nhiệt tình cộng với ngu dốt bằng phá hoại, con không nói chú ngu dốt, nhưng mà ông bà mình người người đời thường có câu đấy đó, mà con đây con cũng còn nhiều ngu dốt, con cũng cần cần phải học hỏi rất nhiều, nhưng thực tế chú thấy là Thái Hà, Tin Lành Đề Ga, Hà Tĩnh Nghệ An, 38 Kỳ Đồng, Nguyễn Duy Tân Đồng Nai, chú thấy còn nơi nào nữa không? Đan Viện Thiên An, Quảng Bình, chú thấy còn nơi nào nó không quậy nữa không? Mà chú vẫn cứ nói là nọ kia, con thấy lúc đầu con nghĩ nói thôi lên đây thì mỗi một người một quan điểm. Nhưng mà nếu quan điểm chú chỉ đề cập đến cá nhân thì con không nói, nhưng mà chú nói là cái chú nói là gì, họ sống thế nọ thế kia, chờ chờ ly xíu nhé bà con, cái câu này thì bà con nghe lại đi, chửi chú viết bài nói về bác Tân Văn Bùi ở bên Úc nữa, chú nói cho nè. Cái câu này nếu quý vị nghe quý vị có ủng có chấp nhận không? Gần 5.000 linh mục với 7 triệu giáo dân
câu này mới mới sướt mướt này, tình cảm tình thương dạt dào yêu quý, có không? Có cái chuyện tình cảm tình thương dạt dào yêu quý không? Chưa quá chục linh mục hư, một ít con chiên làm trái với đạo, chuyện chẳng có gì lạ. Một vườn rau không nhẽ đều xanh tốt hết, nhưng bọn tị nạn tha phương cầu thực đầu đau bỏ tổ quốc bỏ xứ, mỗi lần đất nước Việt Nam khởi sắc là chúng điên cuồng chống phá. À, giờ cũng tỏ thái độ yêu nát, nói xấu đạo Công giáo. Giờ ai cho rằng là Ly đang nói xấu, giờ cứ mời lên đi. Vâng, vâng anh Quan Đô, Thái Hà đó, giáo sứ Thái Hà không phải bây giờ của Nguyễn Ngọc Nam Phong không, mà nó quậy từ cái thời thằng Ngô Quang Kiệt luôn anh. Nó đòi tòa khâm, nó cái vụ mà tòa tháp báo thiên anh, tòa khâm đó, nó quậy từ năm 2008, đúng một năm trời. Rồi cái thằng Ngô Quang Kiệt là nó mới đến sau nó phát ngôn một câu mà cả người dân Việt Nam ai cũng cảm thấy căm phẫn, là nó nói là chúng tôi đi nước ngoài như đi chợ, mỗi lần đi ra nước ngoài chúng tôi cảm thấy rất là nhục nhã khi cầm cái hộ chiếu Việt Nam đấy, cho nên sau này nó mới có tên là Kiệt Nhục Nhã. Nó biểu tình đúng một năm trời ở Thái Hà, mà cái anh trong này đang ngồi trong này nè, anh nói là cái hồi đó đó em, là ở quê anh, tức là ở Hà Tây á, là 4-5 chiếc xe ô tô chở chở con chiên từ Hà Tây lên để hỗ trợ cho giáo sứ Thái Hà. Đó. Ai chửi em con điên đấy? À đúng rồi, con điên thì giờ có thằng điên nào vô đây chơi với con điên chứ, con điên chơi mình buồn quá. Thế thì bây giờ quý vị coi đi, điên cuồng chống phá, giờ cũng tỏ thái độ yêu nát, nói xấu đạo Công giáo, dẫn dắt đám ngây thơ công kích gây mâu thuẫn, quên đi hắn dạy nhưng có ông vải hắn khôn. Thì bà con nghe đi, cho nên là Ly mới hôm nay Ly mới nói lên cái này đó. Chứ thực ra Ly không muốn nói nó hoài, bà con nói là Ly có thù án gì với họ. Ly đâu có thù án, không có thù. Nhưng mà Ly nói rồi, những người dân bình thường, những người hiền hòa chân chất, con lạc cháu hồng. Nhưng mà khi họ bị những họ, bởi vì họ 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 cái người Công giáo là họ quan trọng là cái vả tuyệt thông. Nếu họ nghe lời cha, là nghe lời linh mục, là người ta ra cái vả tuyệt thông. Cho nên là họ 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 nghe lời dữ lắm. Vâng vâng, đúng rồi, phát dọa phát khiếp, dọa phát khiếp đi, gọi vậy cho nó dễ. Giờ nói như vậy cho nên Ly mới in ra để Ly đọc, rồi nếu mà ai mà nói ấy thì sẽ kêu Ly, Ly gửi cho nhà Ly. Thì ba cái đặt chú Lùng ơi, nhà con á là tiền lắm có. Nhưng mà sách mà về kinh thánh á chú, con có khoảng 20 cuốn. Chưa kể con đọc online nha chú. Cho nên là con á, con nói cái gì á thì con không có giỏi, nhưng mà con nói con dựa theo sách vở và con tham khảo nhiều nguồn tư liệu. Rồi con coi lại, con đối chiếu lịch sử ở trên lịch sử thế giới. Con mới nói, chứ không phải con nghe cái là con gọi là vội cắp đi để chạy để nói, không có. Mình muốn nói mà để người khác phục á là con phải phải nghiên cứu cả trong lý thuyết lẫn ngoài thực hành. Và con không chỉ coi lịch sử Việt Nam mà con đọc cả lịch sử thế giới. Ngày xưa ông thầy của con á chú, mỗi lần dạy cái môn cách mạng, cái bài cách mạng tư sản Pháp, ông hỏi trong lớp này có những anh chị nào học những anh chị nào là đạo Công giáo. Trong lớp 5-6 sinh viên, 5-60 sinh viên mà chỉ có 2 người thôi là theo đạo Công giáo. Giơ tay lên cái, ông thầy của con nó né luôn. Không nói, không đề cập đến cái này. Trong cái bài cách mạng tư sản Pháp là nói về cái tội ác của giáo hội La Mã này, ông thầy không nói. Giờ đến giờ đi dạy xong mới nhớ ra tại sao ngày xưa cứ mỗi lần vô dạy cái bài đó là ông thầy hỏi như vậy. Hóa ra là ông hỏi để ông, nếu có người Công giáo thì ông né. Mà chính vì ông né cho nên bọn con ngu.
Mãi đến sau này ra trường rồi tự nghiên cứu rồi mới biết á. Cho nên con rút kinh nghiệm rồi. Bây giờ con không bưng bít nữa, con không ngại nữa, con không che giấu nữa, con không che lấp nữa. Con nói không phải cho con nha chú Lùng. Con nói cũng đang cùng con đường với chú. Chú yêu nước, con cũng yêu nước. Chúng ta mỗi người yêu nước một cách. Chú vô chú nói con nói tầm bậy thế nọ thế kia. Chú gọi con là con gái, con rất là thích. Con thích làm con gái ai lắm, bởi vì bố con mất từ lúc con chưa ra đời. Nhưng mà có tánh con cũng hơi, chú nhìn trán con là con hơi bướng chú ạ. Con hơi bướng nhưng mà thực ra con không có mất dạy. Con bướng nhưng mà nếu chú nói mà đúng là con rất là phục, mà chú nói không sai, chú nói không đúng là con cãi, kể cả sếp con nói sai con còn cãi mà. Cho nên con nói thiệt với chú là con hơi bị ngang bướng, mà người nào nói đúng là để đứa con nít nói đúng còn nghe à. Cho nên là chú, nếu mà chú cảm thấy chú vẫn đúng sau cái chuyện chú tối nay chú nghe cho kỹ cái like của con à. Nếu chú cảm thấy đúng, chú không cần phải xin lỗi ai hết, chú chỉ cần ngưng thay đổi suy nghĩ của chú. Còn nếu chú cho rằng là những gì chú biết chú nói là đúng, con muốn tranh luận với chú trong một cái live công khai, con mời 6 người vô cho chú chọn 5 người phe chú, một mình con chơi với chú. Nếu không á, nếu chú không 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 tranh luận á thì thôi, chú cháu mình huề. Mà con biết là thế nào rồi nha. Vậy nha chú. Dạ thôi thôi đi, cảm ơn quý vị nhé. Đi chào quý vị.